Ấn nút đăng ký kênh. Click vào cái chuông để theo dõi kênh. Ấn like video. Đừng quên chia sẻ video của Gác nhé. He he, chúc bạn một ngày tốt lành. Lại một ngày đẹp trời nữa rồi. Hôm nay mình phải làm gì đây? Ok, hi xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với channel của mình là Gác đây. Và hôm nay mình sẽ qua bên làng bên mua một ít đồ. Nhưng mà trong rương mình không có cái gì, chắc là mình đi tay không qua quá. Là đúng rồi, hồi sáng hình như có ai bỏ thư vào rương thì phải. Oh my god, ổng lại đem cái gì cho mình tới đây. Chào cậu, hôm nay tôi có gửi cho cậu một công thức chế tạo đôi cánh có thể bay với tốc độ chóng mặt. What? Đôi cánh có thể bay với tốc độ chóng mặt à? Wow, tuyệt vời, đọc tiếp thôi. Vì thiếu thốn điều kiện, trời, thề làm tiến sĩ thì biết công thức chế tạo mà luôn luôn thiếu thốn điều kiện các bạn, chả hiểu. Nên mong cậu hãy tìm đủ và chế tạo đôi cánh đó cho mọi người xem. Ok. Ồ, thì ổng có gửi cho mình một cái đôi cánh thường. Mình phải tìm công thức các bạn, để mình hút công thức vô não coi đã. Một đống công thức luôn mà. Toàn những đồ quý hiếm các bạn, kim cương, ngọc lục bảo các kiểu. Nhưng đầu tiên mình phải kiếm da bò với lại lông cừu các bạn. Có da bò với lại lông cừu chúng ta mới có thể chế tạo được cái đôi cánh đó. Kiếm của mình đâu ta? Ôi chết cha rồi, mình quên để mấy cái giá cho kiếm rồi. Chết rồi, chắc là mình đi tay không luôn các bạn. Trời, đi bắt bò bằng tay không cực lắm. Mà mấy con bò này nó dai lắm, có thể quánh một phát nó chạy vòng vòng rất là mệt luôn. Holy shit, hôm bữa mình mới thấy cái giới thiệu cho các bạn, đây là một cái chỗ mà mình thường đi mai. Mình hôm trước á, là mình có lấy TNT đặt để tạo thành một cái hang rộng khổng lồ để mình dễ dàng đi mai kim cương các bạn. Nhưng mà không thành là chả có kim cương. Ok, mình đi tìm bò đây. Lê. Tìm bò xong mình sẽ ghé bên kia để lấy len cừu luôn. Bên kia cũng có ngựa cái bà. Nhưng mà con ngựa nó máu nó hơi dai hơn nên là chắc mình không giết nó đâu. Cứ tưởng mưa chứ. Bên đó có cừu này, ngon. Rồi, xong, mình sẽ giết con cừu trước để mình lấy hai cái len với lại hai da bò đúng không ta? Đúng rồi. Mình sẽ giết một con thôi để cho tụi này nó sinh sản nữa. Giết hết lấy cái gì tụi nó đẻ nữa. Đúng rồi, một con có một cái len chứ nhiêu. Thôi, xin lỗi mày. Đó, hai con. Chết cha rồi. Còn hai con nè. Rồi, chắc là được rồi đó. Ngon luôn, sẵn lấy thịt về nung ăn luôn. Ở trên đây cũng có bò luôn, ngon vậy. Trời, một chỗ sinh ra hai con quặc luôn, ngon. Hai con quặc mình đang tìm. Đây, bò cũng hơi nhiều. Chắc là mình giết khoảng một con là đủ hai da thôi. Đấy, các bạn nhìn con bò nó chạy ghét thiệt chứ. Nó chạy nhanh lắm các bạn à. Khốn nạn thiệt. Cái này có nó mà có chức năng ủi chắc mình chạy không kịp lại nó luôn á. Thôi, nó không phải là bò tót. Một con hai da luôn, wow, sướng, đủ rồi. Mình phải về nhà thôi. Về nhà thì chắc là mình phải mượn cái cúp của Herobrine các bà chứ. Lấy cái gì đâu mà đào đúng không? Bây giờ tìm mấy cái kim cương, ngọc lục bảo thì rất là hiếm luôn. Lấy đâu ra? Qua bên làng bên mua lại cũng rất là mắc. Các bạn qua bên làng bên á, các bạn phải cần ngọc lục bảo mới mua được mọi thứ. Chứ các bạn cầm kim cương qua không có ai lấy đâu. Anh Gát đang tìm kim cương hả? Em có kim cương nè, em Gát. Anh Gát lấy không? Em cho anh Gát hết kim cương luôn á. Bữa anh Gát có anh Gát cho em lại mấy chục cục đất cũng được. Úi giời ơi, mày làm như tao tin mày vậy. Ơi, ba cái thằng nấp mày làm gì có kim cương, mày chỉ được cái mặt ngu và đùa thôi. Không được tin thằng nấp các bạn, nó không bao giờ có kim cương đâu. Nó chỉ là nó chôn mình hay gì đó. Tao biết mày chôn tao mà. Ok, Hero 3 cho tao mượn cái cúp đi, tao sẽ kiếm vàng đưa cho ngươi sau mà nha. Ok, được thôi. Cái cúp của ta thì bữa nay tết đến nơi rồi thì ta sẽ nâng cái cúp lên là ba cục vàng nhá. Có ba cục vàng lần sau thì nhớ trả cho ta. Cái gì? Oh my god, tết đến mà cũng nâng cái cúp lên ba thành ba cục vàng nữa. Hero 3 này ghê thiệt. Thôi kệ đi, tết đến nơi rồi thì cũng lì xì cho hắn đi, mình sẽ kiếm vàng trả cho hắn sau. Vàng thì dễ kiếm thôi các bạn, nhưng mà thôi. Ok, cho ta mượn cái cúp đi nào. Ok, có cây cúp rồi, mình sẽ đi mai Emerald và kim cương đây. Nhưng mình nhớ không nhầm thì mấy cái thứ đó hình như ở dưới hang sâu thôi. Chết cha rồi, ở đây nó không spam này rồi. Hình như ở đây nó hết rồi. Mình đào ít sắt đi. Đúng rồi, mình sẽ đào sắt làm một cái xô nước. Tại vì cái hang rộng đó là mình chưa đặt cái cầu thang các bạn, nên là mình phải cần một cái xô nước để mình đi xuống cho nó lẹ. Ôi, những cái mặt thằng nấp ngu quá.
Thôi kệ đi. À, nung lên cái đã. Rồi, hai da bò, hai len, ok, đủ, hai một cái rồi. À, mình chỉ cần kim cương với lại emerald thôi. Hai block kim cương và hai block emerald các bạn. Ờ, khoan, hình như trong nhà hàng Núp nó có một cái dương. Ô, oh, mày bỏ cái gì vào dương này Núp? À, đó là số kim cương mà em giành giùm được đó. Cái này thì có người tặng cho em nên là em lấy. Anh gát lấy không? Em cho anh gát đó. What? Thằng này nó có kim cương thật à? Để mình xem thử nào. Ô, oh, mở không được. Cho tao đập nhà mày nha Núp. Thôi, không có được đập nhà em. Nhà em rất là hiếm. À, không có được đập đâu. Anh gát tìm cách nào để lấy đi. Cái thằng khốn nạn này nó đặt cái dương thì sao mình lấy các bạn? Holy shit. Oh my god, rồi không lấy được rồi. Nó không cho đập nhà. Hai chồng mày thấy. Rồi, lấy gì? What? Không tin là nó có kim cương luôn các bạn ạ. Trời, mình thề là mình chưa còn làm nhiệm vụ gần chết mới được 8 viên kim cương. Cái thằng này nó giấu cả 4 viên, 4 block kim cương cho mày luôn. Chờ 2 block đi, trả lại cho nó 2 block, nó không nó chửi mình. Nhà mày chả có gì hết Núp à. Kim cương không có, mày đừng có xạo tao. Ừ, làm gì có kim cương à. Của mày trong đó. Ủa, em nhớ là có mà ta. À, chắc là do em quên đâu đó thôi. Ừ, thì có thì em sẽ cho anh gáp nha. Rồi rồi, cảm ơn chú em. Ok, tao đi mai đây. Cái thằng ngu quải. Xuống đây nào. À, chết chào rồi, về lấy sắt. Mình đúng sắt xong mình quên luôn chứ. Wow, không ngờ thằng Núp nó có kim cương quá. Ôi trời, sắp tối rồi, lẹ. Mình còn phải test cánh cho các bạn xem mà cái cánh này nó ra sao chứ. Với tốc độ chóng mặt các bà, cái cánh bay với tốc độ chóng mặt. Ừ, ghê thiệt. Quên, mình quên chế tạo cái xô. 1, 2, 3, ok. Rồi, có xô mình sẽ múc nước nè. Thì cách này xuống an toàn các bạn, chứ không còn cách nào xuống an toàn nữa. Với lại sẵn xuống này múc cái xô, có gì mình gặp dung nham hay gì đó còn dễ trúng trúng ra chứ không còn thui mình chết trong dung nham luôn. Có cái xô nó cứu trợ mình. À, đây các bạn, cho các bạn nhìn nè. What, có emerald luôn cả. Đúng là cái cấp của Hero Violin thiệt chứ. Holy shit. Thôi xuống nào. Các bạn phải cẩn thận nha. Một phát là đi đời. Nhưng mà xuống là tìm cách nào lên đây. Trong mình nghĩ cách sao đây. Xuống lượm emerald cái đó. Chết cha ơi, ngủ ơi. Cái này không an toàn quá, mình chơi cách này. Đó, cách này an toàn hơn các bạn. Cách này cũng không an toàn luôn. Ok, bốc đồng quá. Mình đau cái não thì là nó phải thành công nè. Rồi, thả xuống nè, rồi. Cho nước nó chảy xuống trước cái bà, mình nhảy xuống sau. Rồi, chuẩn bị nè. Đó, easy game. Đấy, giờ này nước nó mới xuống nè, khốn nạn thiệt chứ. Bốc hơi kìa. Ok, an toàn rồi, nãy giờ đó. Rồi, xong mình sẽ đào emerald đây. Cẩn thận. Ô, có sắt luôn này, ngon. Ô, có vàng luôn kìa, ngon vậy. Đúng là xuống hang sâu. À, mình quên cái cúp này nó có lời nguyền hình như đào vàng không được hay sao á. Nhớ là vậy. Đào vàng, đào kim cương hay sao á. Mình nhớ là vậy đó. Thôi kệ đi, đào emerald chứ cái đã. Còn là đủ. Ô, đủ 2 stack luôn nè, ngon vậy. Hơn luôn. chắc mình không dám đào vàng đâu, không dính lời nguyền gì nữa. Giờ này có cái gì không? Chết cha ơi, làm cách nào để lên đây. Ôi, chết cha. Chắc là mình phải đào một lóc hay sao á. Ôi, mình muốn làm một cách nhanh lẹ. Ông ơi, cứu con, Hero Bay ơi, cứu tôi. Tại sao con khóc? Ông Bụt ơi, con mất đường rồi. Giờ không có còn cách nào để lên trên nữa. Ông Bụt ơi, làm ơn giúp con. Ồ, vậy là con lạc đường à. Kệ mẹ con đi. Ta đi đây. Hô. What? Trời, Bụt đúng khốn nạn các bạn à. Tới giúp mình vô cái. Chơi mình còn chửi mình nữa đó. Chơi Bụt gì mà lạ vậy. Trời, tức quá chết cho vui. Chửi rồi chơi. À, thì ra ổng làm mình tức chết rồi. Kiểu mình nhảy vào dung nham cho lên đây lẹ cái bà. Trời, có gì mà nghĩ không ra luôn á trời. Ok, đó là cách chết đi. Mình sẽ chế tạo 2 cái emerald. Đây, hình như mình còn giữ 1 cái emerald các bạn. Rồi, cái nữa. Rồi, mình đã đủ công thức rồi các bạn. Mình sẽ cắt cái 1 cái emerald cái đã.
Đó, rồi cắt cái xô luôn. Rồi, giờ mình sẽ trả cái cúp thằng kỳ cho Hero Bay đây. Quăng ra nè. Đó, đúng chỗ luôn, hay thiệt chứ. Bắt đầu thôi. Ủa, cái cánh. Rồi. Giờ bắt đầu niệm chú thôi. Giờ đây đúng không ta? Rồi, ô, mình nhầm. Như là gì đúng không ta? Rồi, như thế này, rồi. Như thế này. Đó, easy game. Win, đây là một cái quạt gió. Lộn, cái cánh thần kỳ các bạn. Ủa, sao nó trắng bắt vậy? Đeo vào, wow. Cái cánh này có thể bay lên được không anh? Các bạn nhìn này. Wow, đã thật. Đúng là hơn cánh thường nó khác. Wow. Kiểu như sáng tạo vậy, ngon vậy. Trời, có cái cánh này mà đi xây nhà là hết chê luôn các bạn. Còn cái chế độ bay. Ôi, cũng như thường vậy. Nó được cái mà bay lên thôi các bạn. Đó, nó được bay như cái này nè, đó, ngon. Trời, ước gì Minecraft có cái cánh như thế này. À, đúng rồi, mình đang sở hữu mà. Các bạn nhìn đi. Trời, bay với tốc độ bàn thờ luôn. Holy shit. Để bay xuống nước thử. Ui, chết cha rồi. Bơi dưới nước cũng rất là nhanh luôn các bạn. Wow, tuyệt vời ông ba chơi. Không bị sao luôn này, ngon thiệt. Cũng là cái cánh có 102 rồi. Nhưng mà nó hơi bị tốn các bạn à. Bay nhanh như thế này nó tốn nhiều đồ bền lắm. Đây, mình sẽ bay tiếp tục là bay lên cao nè. Rồi, phóng nè. Phóng nè. Rồi, chúng ta sẽ đè. Tên lửa thần kỳ. Wow. Bay rất là sướng luôn, để mình lượn qua cái vòng bên đây coi. Đấy, các bạn thấy ở cái núi nó có cái hẻm không? Đó, mình sẽ lượn qua nè. ở đây có cái khe nè. Wow. Ở bên đây có cái rừng thảo nguyên hồi nào mình không biết. Có dân làng mới, đúng rồi, cái dân làng hôm trước mình thu thập đồ ở đây nè. Để mình cho các bạn xem. Bấm nhầm nút rồi. Ok, lượn. Đó. Cái cánh này rất là đã. Khi mà các bạn đáp xuống mặt đất á thì nó sẽ không bị thương hay gì luôn. Sao ở đây nhiều ông dân làng xanh vậy? Xin chào. Có voi luôn à, ở đây có voi kêu luôn chị. Ở đây không có nhà thợ rèn các bạn. Chán quá, thôi mình về đây. Bật chế độ bay. Ta là thần tiên đây. Ông Bụt khốn nạn, mình rất là hận ông Bụt luôn. Lần sau chắc mình khỏi khóc để ông ra quá. Em sẽ tắt nè, rồi chuyển sang chế độ bay thường nè, rồi phóng nè. Chuyển sang chế độ tên lửa nè. Khoan, ở đây hình như có đầm lầy hay sao các bạn. Để mình xem thử. Lại bấm nhầm nút nữa rồi. Đấy. Để mình xem có nhà phù thủy hay không. Cái cánh này rất là sướng luôn, các bạn bay tự do luôn á. Rồi, chết lỗi rồi. Ok, được rồi. Đây, quẳng là cái rừng phù thủy. Thôi, mình bay về nhà đây. Đây, đúng rồi, nhà của mình. Hero Bay ơi, nắp ơi. Quá là sướng luôn. Hao, ước gì em được sử dụng cái cánh đó một lần. Anh Gắt có thể cho em mượn được không? Ủa, bộ mày làm cha ông nội hay vậy? Cái là của tao, tao chỉ view mọi người xem thôi, không có cho mày vụ mày mượn rồi. Mày mượn rồi mày đi phá tùm lum hả? Mày là làm dụng bay rồi mày đi phá tùm lum rồi thôi, không cho mày mượn. Thằng núp nó kiểu mệt lắm mấy bạn, mình cho nó mượn đâu. Ok, bay tiếp thôi. Trời, sắp tối là review lẹ thôi. Cái này còn bay gì thôi à, không còn cái khác à. Lại bấm nhầm nút rồi. Rồi, bay nè. Nhớ là nó có cái nào đó mà, nút nào đó mà ta. Mình sẽ bay thẳng lên trời luôn. Cao hơn nữa, đó. Trời, mất tích luôn rồi. Wow, rất là sướng. Wow. Nó càng ngày càng nhanh các bạn à. Cái này các bạn chả cần phải cần tên lửa hay gì hết. Bay thế này rất sướng luôn. Thử mình lột cái cánh này thử xem. Wow, cái gì vậy? Gắt tên lửa à, wow. Cái bè gì đây, không cần cánh vẫn bay được. What the hell, cái gì vậy? Mày nhắc bị lỗi thôi. Ôi, bỏ cái cánh vào, mình test lại nè. Mình sẽ lên cao, đó, rồi mình sẽ phóng như Superman. Đấy, thả cái cánh ra, chuẩn bị phóng xuống như Superman nè. Tao là Superman. Holy shit.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Trời, các bạn nhìn này, liệu bay nhiều quá mình bị liệu luôn rồi. Ờ, đây là gác khi tập bơi ở ngôi nhà của mình. Chết cha, mình bị khùng rồi các bạn ơi, mình bị gì luôn ơi. Không được, đi không được. Cứu con, cha phải đi cánh rồi đó. Quá thật, con này cắm đầu xuống đất hết hồn luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video chế tạo cái cánh siêu tốc của mình. Đừng quên cho mình một like cũng như ấn đăng ký kênh và ấn một cái chuông bên cạnh để khi mình ra video là các bạn sẽ nhận thông báo về video đó nha. Bye bye.